Phiếu này chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Chúng ta kết thúc tại đây đi. Nhưng mà trước khi đi, Kai muốn dành tặng câu hát cuối cùng cho Sim. Ở đâu đâu đâu, gì gì, quá khứ của hai ta, em có ông sẽ hát là cuối cùng bây giờ. Alo, xin chào các bạn và mình là Mèo Simi đây. Đợi chưa các bạn, nghe giọng này các bạn cũng nhận ra đúng không? Thật ra mình là Cà Mùi. Và các bạn biết hôm nay mình làm gì không? Các bạn cũng nhận thấy đây chính là em bé Mèo Simi đúng không? Và hôm nay tôi sẽ làm gì? Các bạn thử đoán đi, đợi thôi chắc các bạn cũng đọc tiêu đề thì các bạn cũng đoán ra đúng không? Hôm nay Cà Mùi sẽ giả làm con rơi của Mèo Simi để trốn Hero Team các bạn ạ. Và đối tượng đầu tiên tôi trốn đó tất nhiên là Mèo Simi đúng không mọi người? Tôi sẽ làm gì với Mèo Simi đây? Một cô nàng đang đứng ở kia kìa, còn như thế nào thì các bạn hãy xem hết video để xem suốt cuộc Camui chôn Mèo Simi kiểu gì nhá mọi người. Rồi ok, là chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thôi nào, let's go. Simi như đi dạng đang đi ra đây đúng không? Từ từ, chúng ta phải ngồi đây, đó ngồi sẵn, chúng ta lại phải chờ đợi okay. Hiểu không? Chờ đợi con mồi đến, đó, kia là Simi và bé mưa kìa. Hello. Bây giờ chúng ta sẽ tới đây và đi chơi nha bé mưa. Ủa? Bây giờ tôi phải giả khóc mọi người. Đừng khóc nha. Ai lại gọi để một em bé ở đây tự nhiên vậy trời? Ủa con bị bỏ rơi hả? Hay con lạc ba mẹ vậy con? Nhà con bị à, không bị bỏ rơi. Con bị bỏ rơi, không biết mẹ con đâu rồi. Trời ơi, đừng khóc tội nghiệp con quá. Trời ơi, em bé dễ thương, dễ sợ, nhìn mặt cưng quá trời quá lúc lấy mà ai lại bỏ rơi em bé đây, đúng là ác thật mà. Thôi không sao, bây giờ thì hay là em qua nhà chị sống tạm một thời gian nha, được không? Được qua nhà chị luôn ý hả? Được, trời ơi, em dễ thương mà em ở đây bị người ta bắt nạt sao không? Được thôi, bây giờ đi theo chị nha. Trời ơi, thích thật sự lắm mọi người. Mình chưa kịp làm gì mà Simi gọi là đã mời mình về nhà luôn. Mình không cần mở lời nữa đâu mọi người. Simi tốt thật sự luôn á. Dạ, đi liền ạ. Ok. Ấy thì với em, đây là bé mưa của chị đó. Bé mưa là bạn của luôn. Chị hả? Đúng rồi, bé mưa là người bạn siêu thân của chị luôn. Em ấy nhìn vậy thôi chứ em ấy rất là hiền và cực kỳ thích con nít luôn đúng bé mưa. Đó. Ra vậy. Ok, mình về nhà được không chị? Về nhà đi. Em phải đi theo chị này, nhà chị vườn đây lắm. Đó, cái nhà xanh xanh kìa, em thấy không? Đó. Đã thấy, đã thấy. Chị, ôi, đã, chị đã, ơi, okay. tính ra cái nhà đấy với màu của em giống hệt nhau luôn á chị. Nhìn nè. Em cũng có màu xanh giống chị nè. Từ, hình như chị và em đều có cái tai này đúng không ta? Tính ra mắt của mình cũng giống nhau nè. Ủa, em giống chị dữ vậy? Ủa, coi. Wow, hai tụi mình y chang. Giống nhau luôn nè, trời đất ơi. Ê, thế thì không được, thế thì không thể nào gọi là chị được, chị gọi là mama. Rồi, ok. Rồi, con gái, được chưa? Dạ, trời đất ơi. Tôi lấy chất. Mà đây nào tôi biết là mọi người ok con gái các rồi bạn đây, biết gì không nha. Gọi Cà Mùi là mama là sai rồi các bạn. Từ đây gọi là quá khứ kinh hoàng của Simi bắt đầu. Đợt kinh hoàng như thế này mình hơi ác ba. Đây mama giới thiệu nha. Dạ. Giới thiệu với con, đây chính là chỗ mama sống đó. Wow. Em con đói quá, mama có gì cho con ăn không? Có, đây con gái lên đây ngồi nè. Dạ. Lên đây ngồi luôn không ạ? Con nít thì nên trang gì ta? À đây mama có cái này cho con nè. Đây đợi xíu nha. Trong thời gian chờ đợi các bạn à. He. Đây chính là cái gọi là cái khiến cho Simi chắc chắn luôn sẽ rất là sợ hãi luôn các bạn. Đó chính là gì thì tẹo luôn các bạn sẽ biết nha. Còn bây giờ thì cao vui vẻ. Cháu tự nhiên có sữa uống, tội gì mà không dùng đúng không mọi người? Mama ơi, ở đây là sữa hả? Đúng rồi, đây là sữa dành cho em bé. Con uống thử coi nó có vừa miệng chưa? Wow, đây là sữa dành cho trẻ em nè. Mỗi tội là con không cần đúng bú đâu, con lớn thôi mà. Trời đất ơi, con còn nhỏ mà làm vậy gọi là chỉ là cắn nhớ đỡ đau răng đó. Không sao, nhưng mà có sữa uống là tốt lắm rồi các bạn. Không biết các bạn có bạn nào có sở thích giống Camui không? Thật ra là Camui rất là thích uống sữa trẻ em á, tại vì nó thơm, nó bổ mọi người. Ok, để mình đoán thế này. Còn gì nữa không? Con đói quá con muốn ăn nữa cơ. Con đói đúng không? Ok, để ma xíu nha, mà nấu thêm đồ ăn nha. Đúng rồi. Thế nên là bây giờ mình sẽ đặt cái này Camui đảm bảo với mọi người là Simi cực kỳ sợ luôn nha mọi người. Đây đặt cho con nè. Đó, cái bánh nè. Ui, đây là gì? Đây là trứng hả? Đây là bánh mì lát nè. Ui, thích nhở.
hết. Ui thích quá. Trời nghĩ hít một cái thôi mà đã cảm thấy thơm ơi là thơm luôn. Ui đằng kia nhìn cao mùi cổ nhìn cũng thấy đáng sợ chứ không phải là sim không á mọi người. Rồi ăn hết ăn ngay nha, để mẹ đi dọn dẹp xíu. Dạ. Vậy con sao? Ủa sao trời? Sao vậy má? Má Mai sao vậy? Ba ơi sợ sâu quá con. Cái gì mà tao xấu vậy trời? Ủa? Con sâu này dễ thương mà. Cái gì mà dễ thương con? Với con sâu này nhìn ghê lắm. Nó bỏ lên người mà nó sẽ ăn thịt vào lát con. Cái gì mà ăn thịt vậy? Trời đất ơi bình thường mà con thấy bình thường nè. Con lại gần nó này có vấn đề gì đâu nè. Nè trời ơi con ơi đừng làm vậy. Tội ác này trời ơi. Ba sợ lắm con. Tại gần mấy con sâu mà là tội ác tày trời đó là Simi. Sợ quá Simi. Đúng rồi mọi người. Hình như lại gần sim đúng không? Đánh ờ ok. Hết rồi Mama ơi, đừng sợ hết rồi. Hết rồi. Trời ơi, sao tụi tôi nhớ là con mình phải dỗ con giờ con nó dỗ mình lại mà. Thôi đừng sợ, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Thôi con gái nha trời. Ôi tính ra con mạnh mẽ dễ sợ luôn, con gặp mấy con sâu con không sợ luôn hả? Ủa con thì con sâu dễ thương mà, có gì đáng sợ đâu. Đúng là gu con rất khó dẹo thật luôn á. Hai ông sao lên đây ăn này con gái trời, chưa kịp ăn mà toàn ngồi la hét mẹ chưa. Dạ, là mama la hét mà có phải con la hét đâu. Thì nó là mama la hét của con trời. Vâng. Lớn đầu rồi trời sợ với con đấy lắm con đó. Vâng. Em mama ơi bây giờ con muốn kiếm đồ chơi, con muốn đi chơi. Đồ chơi hả? Ok con đợi mama xíu nha, để mama lấy đồ chơi cho con chơi nha. Được dạ không? Vâng. Rồi đợi mama xíu. Đồ chơi à? À trong cái này khó gì vậy? Các bạn biết gì không? Ngoài con sâu đấy tôi còn chuẩn bị một con nữa, đó chính là con dán. Các bạn cũng biết rồi đúng không? Simi rất là sợ dán đó mọi người nên là tôi không biết gì nha. Đây là nhà Simi ở gọi là không được sạch sẽ lắm chứ không phải là nhà tôi nha. Trời ơi dán còn bay luôn đó mọi người. Cứ nghĩ rồi mà cũng thấy kinh khủng đó mọi người. Mặc dù mình không sợ nhưng mình cũng thấy nó đáng sợ một xíu rồi á mọi người. Rồi ba có búp bê cho con chơi nè. Đó. Nè, búp bê ở con nè. Đó. Con búp bê nè, thích quá. Mama ơi, con muốn uống thêm sữa. Rồi, con gái để mama xíu nha. Dạ vâng. Con nhớ rồi. Trời cái gì nữa vậy? Ủa sao vậy mama? Mama sao vậy? Sao toàn là dán nữa vậy? Cứu tôi với, mama con biết sao? Top 2 là con sâu và con này là top 1 luôn á con. Sợ quá. Sao mọi người á? Mọi người chăm sóc trẻ con cái kiểu gì mà toàn khóc lóc lên xuống xuống á, khổ thật sự. Thôi được rồi, để tôi lại phải ra tay, tôi khổ lắm. Các bạn ạ, làm em bé của Simi khổ lắm, có phải đâu chuyện đùa đâu không mọi người. Phải thay Simi diệt với con rắn đây này. Hay đây, để con đó. Một con này, ôi sao không giết được con này, bất tử rồi má ơi. Con này bất tử rồi. Con này bỏ lên người con. Không sợ đâu mama. Đó, con giết bọn nó rồi. Yên tâm mama, con đã bảo vệ mama thành công rồi. Mama yên tâm nha. Trời ơi, vẫn ở đây vẫn còn một con sâu luôn là sao trời. Ok, hết rồi. Trời ơi, đáng sợ quá. Quay lại hay à. Con gái. Mình chạy với con gái. Giọng hát này nhạc sợ mama ơi. Tôi nãy nghe nè. Ông làm ca sĩ, ông làm bừa bừa thôi. Nghĩ sao ông làm hát cho cái lạ ngay. Nhức đầu gần chết luôn à. Ôi trời ơi, ca hát hơi bị hay luôn. Bây giờ để cái đó nghe ca hát hơi bị hay luôn. Thôi đừng khóc nữa. Trời ông hát sao. Sẵn sợ con mama ơi. Khoan. Thằng nhóc này đi ra đây. Bé này đi ra đây coi. Để cái nhìn coi. Cái tóc cũng giống. Cái tai cũng giống. Cái áo cũng giống trời. Ai xem lừa dối cái. Trời ơi cái nào lừa. Ủa cái gì vậy? Ra rồi chúng giờ xem lừa dối cái đúng không? Cái biết mà. Trời ơi bây giờ xem có đứa em bé đây mà Kim không cho cái biết luôn. Thằng nhóc này là ai tên gì? Mama ơi ai đáng sợ quá. Ai đáng sợ quá. Ai cứ kêu ai đáng sợ quá mama. Đừng khóc ở đây để mama xử lý cho nha. Trời ơi con má tôi tội quá. Tôi chưa
kịp nói câu nào dám tráng nhỏ vậy luôn. Ông cứ biết đây là đứa mẹ. Ông đi sao lâu thôi nó không à. Em luôn á. Giờ chị đã làm sai rồi, giờ chị còn dám quýnh ra nữa hả? Ê, tôi đãi cho. Tại tôi đưa bé mưa đi giao xong bé bị người ta bỏ rơi bãi đất trống á. À, tôi đưa bé này về nuôi chứ không phải con tôi đâu. Cái gì? À, bị bỏ ghê bãi đất trống đúng không? Trời ơi, cái cách này hay lắm nè. Em bé ơi. Dạ. Là đồn công an với anh rồi. Là con. Không. Đây là mama. Trời. Đây là mama của bé nha. Anh đừng có mà làm gì mama của bé nha. Đây là mama của em. Dạ. Chị đúng rồi. Cái gì vậy? Trời ơi, cái đau lắm quá. Ông ngoại tới đó bảo em bé đã bị bỏ rơi, tội nghiệp lắm. Chẳng lẽ bây giờ mình lại nợ đưa em bé lên đồn công an xong lỡ bị người ta bắt cóc làm sao? Ca Mui vừa có cái gì để nói với Sim nữa. Khoan, Ca Mui vừa có thêm một cái thôn nữa mọi người. Bây giờ Ca Mui sẽ gọi Kairon là Papa để xem Kairon gọi là phản ứng như nào nha mọi người. Ê nhưng mà Papa ơi, sao Papa lại mắng Mama vậy? Vậy. Đó, thấy chưa? Sao Papa lại mắng Mama? Có làm gì đâu? Con bé này gọi Kai là ba hả? Dạ. Kai. Để anh nói cho cưng nghe, anh không phải là ba của cưng đâu nha. Đừng có tự nhận nghe nghe chưa? Ok. Ba không nhận con. Thấy chưa? Nói chuyện ông là ba kìa. Alo. Mặt cây nhìn nghiêm túc không? Cái đó chị biết nhìn mặt cây nghiêm túc không? Nhìn nghiêm túc rồi nha, đừng chọc giỡn. Chú hề đấy đi dọa con đất được. Chúng ta kết thúc tại đây đi. Nhưng mà trước khi đi, Kai muốn dành tặng câu hát cuối cùng cho Sim. Ở nơi đâu đó nhìn về quá khứ của hai ta em có. Ông sẽ ăn mà cuối cùng bây giờ. Trời, bây giờ nhiệm vụ của ông ấy tôi sẽ chăm sóc em bé nè. Cho nó tội gần chết rồi. Ôi trời ơi, Kai chăm sóc bé này kỳ ơi, tình quá rồi. Mama ơi, nói thử con. Mama ơi, ba không chịu trách nhiệm, ba không chăm sóc con. Rồi, ông ấy giờ, bây giờ đây tôi hỏi thật ông với tôi là gì nè. Ok, Jim là gì vậy? Trời ơi, tôi mệt. Bây giờ chạy bà tôi mệt nè. Ôi như vậy giờ thôi ok. Bây giờ nếu mà Sim muốn cây chăm sóc đứa bé này thì cũng được thôi. Ok. Nhưng mà cây không có chăm sóc được lâu đâu nha. Trời ơi, đến nuôi nó được rồi. Mấy tháng rồi cho lên đồn công an luôn đi. Giờ gì hả? Rồi, tới đây nè. Đây, bây giờ mình phải dẫn em bé đi dã ngoại một chút xíu thế này chưa. Em bé trong nhà chán hơn chết à. Đấy, ok. Đi dã ngoại hả? Ok, cây có cái cây nè. Đi luôn thiền. Trời ơi, đi dã ngoại, đi cắm trại bãi biển. Đi cắm trại, cắm trại. Ý cây là đi cắm trại á, nhưng mà đi cắm trại là mình phải đi bằng thuyền ca nè. Rồi ok. Rồi, đi với cây đi bây. Sim ơi, đi với cây nè. Con lên của ba đi nha. Rồi ok. Dạ, con lên rồi. Rồi để chúng ta một gia đình hạnh phúc nè. Trời đất ơi, trời tự nhiên hôm nay tôi có ngoài có mama nên tôi có cả ba nha mọi người. Muốn tội là ba này nhìn nó hơi chỗ hề một xíu. Mọi người thông cảm nha mọi người. Nên nói biết nó xấu cay rồi chị ơi. Yeah, ai nó xấu? Không có. Ông chú hề thật mà. Trời ơi, bé nó sự thật cũng chấp nhận đây. Trời ơi, muộn. Cái đau lòng quá. Nhưng mà mỗi khi đau lòng tôi sẽ hát. Đen nghiêm túc quá, mặt đen quạo nên vậy á. Ủa sao quạo? Thật ơi, ủa tịch. Ủa, từ, xích ra, dê xe coi. Ủa gì đấy? What the? Ai đấy? Như vậy với Sam đây là em rẻ của em. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa sao dữ hả? Cái gì vậy? Ủa gì chị hả? Trời ơi, vậy mà tả em chưa nói hết. Em bé này gọi là bị người ta bỏ rơi ở ngoài bãi đất trống nên em phải ra nhặt về để chăm sóc giùm. Quay, nói rồi rõ nha. Cái này là Sim nhặt về nha, chứ không phải cây nhặt về nha. Cây đâu có ý định đó đâu. Trời ơi. Ba bỏ rơi người ta tiếp rồi. Bỏ rơi nào, trời ơi, trời ơi. Đây là có đứa con và chồng con hoặc để cái mặt nghiêm túc vậy. Trời ơi, mình là con trai đàn ông, hiểu không? Là phải có trách nhiệm. Ông hiểu cái gì hết, bố quả nào. Cho nên Kai sẽ quyết định hát một bài hát để tôi chuộc lại lỗi lầm của mình. Ba đi cắm trại. Không nghe hả? Dạ không. Trời ơi, trời ơi.
Ủa sao, sao cô ấy không đi cùng? À đi cùng à? Cô đây mà, đợi mà đuổi cô đi về bà nội. Trời ơi bà, kiểu vậy. Chim ơi, chim đuổi Sam đi, không tin được. Dạ, con xin lỗi. Dạ, Kai làm do nhìn mặt Kai nghiêm túc quá, em bị quên đó mọi người đấy. Mặt Kai nghiêm túc quá. Mặt Kai hơi bị quạo nha, Kai nói nghe mặt Kai đang hơi bị quạo mà, chọc Kai quá. Dạ rồi. Ở đây có chỗ cắm trại sẵn rồi nè. Ui thế chứ hả? Hôm bữa là gì ta, cắm trại quên lấy thảm, giờ còn cái thảm đây mọi người. Wow. Ba ba có mang sữa cho con không dạ? Rồi đương nhiên là có rồi đây. Wow. Con đây. Cách đẹp quá trời quá đất luôn á mọi người đó. Và sau khi một hồi thì tôi giải lại làm Simi thì tôi chợt nhận ra là Carol không có chịu trách nhiệm, không chịu chăm sóc trẻ con dưới chân, cứ đòi bắt người ta đem đi đồn cảnh sát này. Còn Sammy thì quá tuyệt vời luôn, bắt Carol chịu trách nhiệm. Gì á chị ba? Hả? Em biết gì không? Nói gì biết không? Nghe nó nói gì á, vậy không biết chịu trách nhiệm gì kìa. À đúng rồi, Carol có chịu trách nhiệm gì đâu, đúng không? Ủa ấy, ủa nó lận đít mà sao nói gì hay vậy? Ủa sao vậy? Không nói mà biết trách nhiệm với là cắt kiểu gì ta? Biết tại sao? Biết sao không? Biết sao không? Biết sao không? Trời ạ. Tự nhiên mà mình tự nhiên cao cao lên á trời. Tự nhiên nhìn mọi người lại thấy thấp thấp với mọi người. Không hiểu sao, không hiểu gì hết trơn á trời. Nhảy. Rùng chưa? Nhảy. Nhảy. Nốt môi đi, nốt môi đi. Wow. Stop. Khoan. Tức là mấy con giạc, mấy con sâu là do chị đặt ra đúng không người? Chị biết gì đâu, chị biết gì đâu. Vậy mà em YouTube không cơ bôi? Ở đây em cũng có chịu trách nhiệm đâu, em cứ đòi đem người ta đi gọi là đem đi đâu là đem đi đâu nhỉ, rồi xong con heo của Sammy chạy luôn rồi chạy sao mà ok mà các bạn ơi, và video các bạn đến đây là kết thúc rồi này. Nếu các bạn thấy thích này thì các bạn đừng quên cho mình một like, một share, một subscribe và đừng quên vào chưa để luôn nhận được thông báo nha, và đừng quên ủng hộ cho hết team mà mình nữa. Và video các bạn đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp lại các bạn sau, bye.